Quý khán giả đang quay trở lại với chuyên mục Quan điểm dư luận. Hôm nay trong chuyên mục này, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết Bỏ quy bảo trì đường bộ, một quyết định mạnh mẽ của Thủ tướng. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, Bộ trưởng Tài chính cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý bỏ quy bảo trì đường bộ và giao Bộ Giao thông Vận tải sửa các quy định liên quan. Quyết định này của người đứng đầu chính phủ đã nhận được sự đồng tình và ủng hộ từ phía người dân và doanh nghiệp. Trước hết, phải khẳng định việc hình thành quỹ là chủ trương nhằm làm giảm chi ngân sách nhà nước. Mục đích để có tăng nguồn thu cho công tác bảo trì đường bộ và cũng không phủ nhận hoạt động của quỹ này trong thời gian qua góp phần phát triển giao thông đường bộ, mang lại an toàn cho người tham gia giao thông. Tuy nhiên, vẫn còn đó những băn khoăn, nghi ngại. Mỗi năm quỹ thu khoảng 10.000 tỷ đồng, nhưng có nơi người dân tại nhiều địa phương đã phải đi trên con đường bị xuống cấp. Chỉ khi báo chí lên tiếng thì mới được sửa chữa. Chưa kể công tác bảo trì vẫn thủ công, nhiều tuyến đường tồn đọng rác thải, có mọc nhiều, vạch sơn đường, cột mốc không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Tình trạng công nhân quét đường bằng chổi, cắt cỏ bằng tay, vá đường bằng xô chậu, cuốc xẻng thủ công vẫn khá phổ biến. Đó là chưa kể việc sửa chữa nâng cấp thủ công lại không được sử dụng nguồn từ quỹ bảo trì mà lại chỉ định nhà đầu tư trải nhựa đặt trạm thu phí BOT. Việc này khiến Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, các chủ doanh nghiệp vận tải, người dân rất bức xúc vì vừa phải nộp quỹ bảo trì đường bộ, vừa phải trả tiền cho dự án BOT, phí chồng lên phí. Lâu nay dư luận luôn thắc mắc, không được biết nguồn phí bảo trì đi về đâu, chi như thế nào, thu chi quỹ có thực sự minh bạch, ai giám sát thu chi quỹ này. Băn khoăn của dư luận không phải không có lý, bởi người dân không có cơ hội để giám sát do rất thiếu thông tin. Khi để người dân hoài nghi về tính minh bạch, về việc sử dụng đồng tiền mà họ đóng góp vào quỹ cho thấy hoạt động của quỹ này chưa thực sự tròn vai. Bởi thế cho nên, việc bỏ quỹ bảo trì đường bộ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho thấy quyết tâm xây dựng một chính phủ liêm chính, hành động và sẵn sàng dẹp bỏ một quỹ đem lại gánh nặng lớn tới người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh quyết định mạnh mẽ trên, câu hỏi đặt ra nữa là cơ quan quản lý quỹ này cần phải giải trình lý do vì sao hoạt động không hiệu quả suốt thời gian qua. Đóng nhiều mà chi không bao nhiêu, phải xem lại đội ngũ làm công tác thu chi quỹ. Không thể để tình trạng được thì làm, không làm được thì dẹp bỏ. Ngân sách nhà nước, tiền thuế của dân bỏ ra để nuôi một bộ máy như vậy, không thể không có ai chịu trách nhiệm khi hoạt động không hiệu quả được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong bài viết bỏ quỹ bảo trì đường bộ, một quyết định mạnh mẽ của Thủ tướng. Chúng tôi mong nhận được nhiều phản hồi đóng góp của quý vị bằng cách bình luận vào dưới mỗi video. Để theo dõi và cập nhật các bài viết mới nhất, mời quý vị nhấn like, share và subscribe cho kênh. Chúng tôi xin cảm ơn.